Chính bởi vậy, trận đấu ngày hôm nay sẽ là cơ hội để chúng ta kiểm chứng sức mạnh thật sự của Than Khoáng Sản Việt Nam cũng như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Như vậy, hiệp 1 của cuộc so tài giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam đã được diễn ra. Một đội bình tĩnh tổ chức tấn công và một đội phòng ngự cũng rất chặt chẽ, chưa hề có dấu hiệu của sự rối loạn. Các vị trí hỗ trợ bọc lót cho nhau tốt. Với những gì mà Than Khoáng Sản Việt Nam đang thể hiện thì chúng ta rất có thể được chứng kiến một trận đấu vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay. Đó là quả đá phạt của Bích Thủy. Một tình huống phối hợp có ý đồ với điểm đến dành cho Mỹ Anh. Và ở thời kỳ đầu của bóng đá nữ Việt Nam thì bên cạnh bóng đá nữ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì bóng đá nữ Than Khoáng Sản Việt Nam là một trong những đội bóng đã được tổ chức tốt. Và thời kỳ thi đấu thành công của đội bóng này là giai đoạn 2005 tới 2007. Và thành công nhất chính là giai đoạn 2007. Khá nguy hiểm. Như vậy là đã có bất ngờ và đó là tình huống đá phản lưới nhà. Từ một pha xử lý không quá bất ngờ của Bảo Châu, nhưng một cầu thủ áo xanh đã chạm bóng khiến cho trái bóng đổi hướng và thủ môn Khổng Thị Hằng đã không kịp xoay sở. Rất đáng tiếc cho Than Khoáng Sản Việt Nam, họ đang có một thế trận khá tốt. Nhưng cái chân của cầu thủ áo số 12 Bùi Thanh Thúy là thật sự vô duyên trong pha bóng này. Rất đáng tiếc cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Họ cần phải có được sự phối hợp tốt hơn và tìm được tiếng nói chung với Nguyễn Thị Vạn và Dương Thị Vân. Diễm My, Hoài Lương. Hoài Lương một mình hoạt động và đang chờ đợi sự phối hợp với các đồng đội. Huỳnh Như, đường truyền rất tốt cho Thùy Trang. Cơ hội dứt điểm. Chúng ta thấy chỉ có 3 cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh 1 thôi, nhưng họ đã phối hợp và chờ đợi để có được sự phối hợp. Đầu tiên phải kể tới Hoài Lương. Hoài Lương cầm nhịp rất tốt ở tình huống nhận bóng băng lên. Sau đó là một đường chuyền đầy cảm giác của Huỳnh Như, rất vừa tầm với pha thoát xuống của Thùy Trang. Một pha dứt điểm ở góc khá hẹp. Thủ môn Khổng Thị Hằng đã khép góc chưa thực sự tốt ở tình huống này. Và vẫn có một khoảng trống để có thể dứt điểm về góc xa. Đường chuyền rất hay của Huỳnh Như. Ở tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể thấy một lần nữa thì trung vệ Bùi Thanh Thúy cũng đã khiến cho câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam rơi vào một tình cảnh bất lợi. Phạt góc cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Cú móc bóng. Đó là tình huống móc bóng của Bảo Châu. Sau đó là một tình huống đánh đầu của Hoài Lương. Những phương án tấn công đa dạng. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp đá phạt góc. Chưa thành công nhưng chúng ta thấy được sự tự tin của Bảo Châu ở tình huống vừa rồi. Huỳnh Như. Bích Thủy lúc này vẫn thi đấu bám cánh phải. Lỗi việt vị. Khi nói tới hàng tấn công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1, Huỳnh Như hay Hoài Lương là những cái tên được nhắc tới rất nhiều. Đây là Châu Thị Vàng. Nguyễn Thị Vạn đi bóng rất hay. Đường chuyền. Như vậy là đã có bàn rút ngắn khoảng cách của Than Khoáng Sản Việt Nam. Người ghi bàn là cầu thủ áo số 13 Nguyễn Thị Hậu. Trước đó thì chúng ta phải kể đến một tình huống đi bóng rất hay của Nguyễn Thị Vạn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đường chuyền rất tốt của số 7 bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam. Pha đánh đầu ở một tư thế rất thoải mái của Nguyễn Thị Hậu. 1-3. Khoảng cách là 2 bàn. Những thay đổi của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đã ít. Hoài Lương. Khả năng cản lướt của Hoài Lương là khá tốt. Tình huống tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh 1. Không vào. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam vừa rồi đã mất tập trung. Một tình huống phối hợp rất tốt giữa Huỳnh Như và Bảo Châu mở ra cơ hội đối mặt với khung thành đối phương cho tiền vệ màu số 18. Nếu như có đủ tốc độ và thêm một nhịp nữa thì có lẽ cú dứt điểm của Bảo Châu sẽ tốt hơn. Đội bóng nào cũng muốn củng cố vị trí của mình ngay từ giai đoạn lượt đi. Cú treo bóng của Trương Thị Kiều. Cú dứt điểm không chính xác của Mỹ Anh. Thúy Hằng đã giành được bóng. Phía trên là Châu Thị Vàng. Cần phải phối hợp sớm hơn, nhưng cầu thủ này đã quyết định dứt điểm. Quá nhẹ đối với một thủ môn có trình độ như Kim Thành. Một quyết định vội vàng của tiền đạo mang áo số 10. Còn cạnh tranh cả về hiệu số bàn thắng bại. Vẫn là các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam và vẫn là quả tạt. Một tình huống phán đoán chính xác của Kim Thành. Bắt bóng chắc chắn. Tuyết Ngân. Và chạm bóng của Tuyết Ngân khi được vào sân. Lỗi việt vị của Huỳnh Như. Nguyễn Thị Vạn. Đường truyền rất tốt. Nguyễn Thị Vạn rất kỹ thuật. Thôi, không vào. Bóng chê cột ra khung thành của Kim Thành. Tình huống phối hợp hay của Than Khoáng Sản Việt Nam. Khởi đầu là Nguyễn Thị Vạn với một pha xử lý kỹ thuật. Đáng tiếc là pha dứt điểm của Châu Thị Vàng. Số 10 Châu Thị Vàng lại đi không trúng đích. Pha phối hợp giữa Nguyễn Thị Vạn, Thùy Dung và kết thúc với một tình huống tiếp bóng khá tinh tế của Châu Thị Vàng. Tiếp tục là quả tạt. Không thể khống chế để có cú dứt điểm và cũng đã có lỗi việt vị của tiền đạo câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. Tần suất thực hiện những quả tạt từ hai cánh bên phía câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam đang lớn hơn. Hay huấn luyện viên Lương Văn Chuyên của câu lạc bộ bóng đá nữ Sơn La. Cơ hội Tuyết Ngân sẽ có thể dành cho thủ môn Khổng Thị Hằng. Chắc chắn sẽ có thẻ phạt dành cho thủ môn của câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. May cho Khổng Thị Hằng lúc này, câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam đang bị dẫn trước tới 2 bàn. Nếu không thì tình huống này xứng đáng nhận một chiếc thẻ đỏ. Trong hiệp 2, câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn và như vậy là không đủ khi mà họ đã để thua tới 3 bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Thì trọng tài Công Thị Dung đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 thắng với tỷ số 3-1 trước câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam để có được 9 điểm sau 3 vòng đấu. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam của Đài Truyền Việt Nam cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo.